Sĩ Hồng Ngọc đó, mấy ra rước được cái sĩ Hồng Ngọc đó chừng. Wow, Hồng Ngọc đẹp quá, đẹp quá. Take picture, take picture and video, man. Đây cái sĩ Hồng Ngọc. Nữ ca sĩ Hồng Ngọc nha mấy nam. Nữ ca sĩ Hồng Ngọc rất là đẹp gái, rất là ca hay luôn, rất là tuyệt vời luôn. Hôm nay Việt Raiders đi một cái tiệc đám hỏi, engagement party, là đám hỏi của con gái anh Nam Huế, là một người anh em của Việt Raiders ở Hartford. Với lại cái tiệc hai vợ chồng anh Nam Huế được 30 năm lấy nhau, anniversary nữa, hai cái tiệc chung. Việt Raiders đến cái hall thì anh Nam Huế nói hôm nay có ca sĩ Hồng Ngọc mới vừa bước xuống máy bay ở khách sạn, cần người đến rước. Thấy vậy thì mình nói anh Nam Huế thôi để Việt Raiders đi rước đi, tại vì mấy anh em mình chạy một vòng luôn, đau thao hết phơi cũng rất là đẹp, thôi để Việt Raiders đi rước nha. Thì anh ok liền. Nói chung là đó là câu chuyện bắt đầu từ đây nha. Một ngày rất đẹp, rất hạnh phúc với gia đình anh Nam Huế. Tôi thui không thấy đường bro. Và có nhiều xe đẹp và có ca sĩ Hồng Ngọc nhé. Mời tất cả đón xem, thank you. Quay cửa xuống, tôi thui không thấy đường gì hết rồi. Ok ok. Đó, bắt đầu xuất phát rồi, Oh my god, beautiful. So beautiful. Đẹp quá, đẹp quá. Xong lại muốn ép bánh, muốn nẹt gì nẹt nha mấy anh em. Cho lên xe này đi, lên xe này cho dễ, cho mình lên xe này đi, xe sao cho nó dễ. Ok. All right, chạy đi, chạy đi, chạy đi, quýt đi, quýt đi, đâu, quá kìa. Đi, 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 come on, let's go, let's go. Mời tất cả đón xem, đây là cảnh đào thao của Hartford, Connecticut. Hartford, Connecticut là cái thủ phủ của tiểu bang Connecticut nha mà nè. Đây là thủ đô của tiểu bang Connecticut đấy. Nói chung vòng vòng đào thao cũng đẹp, bởi vậy anh em mình muốn đến đây liền để rước ca sĩ Hồng Ngọc nha. Hello bro. Hello, hello. Oh, I like, I like. Tuyệt vời, tuyệt vời. Thấy mấy anh ngồi với nó vui quá trời. Quá vui, mà bữa nào phải ghé chơi cho mấy anh em mình. Dạ. Đi, coi nè, hai cái chìa khóa của hai con bò nè mấy anh em. Mình không biết con nào vô con nào, bỏ trong túi là nó quấn nè. Rồi, mời bà xã đi vô nè. Dạ, mời em đi hai con bò nha. Đây là cái chỗ có ho để tiệc ngày hôm nay. Nói chung tới còn sớm. Mấy anh em mình đang dàn xếp xe cộ. Rồi mình có cơ hội được chạy hai con bò nha mấy anh em, hai chiếc Lamborghini. Mình được có cơ hội chạy một vòng. Cảm ơn hai vợ chồng Michael và anh Sơn Boston nha. Cho mình cơ hội này. Nói chung mình chạy con bò cũng chưa biết bấm nút nha mấy anh em. Vừa chạy vừa học hỏi rất nhiều. Anh nhớ là anh biết mở cửa nha. Lại lái xe Phạm Thanh Thảo rồi, học biết cách mở cửa. Nhiều khi không biết luôn á chứ đừng có nói. Hello nào. Bây giờ mở cái buôn chứ chắc là biết rồi. Buôn à, chỗ lái. Buôn đâu em? Chỗ lái rồi. Chỗ ta lái rồi nha, quay rồi nha. Quê em, quê em, chỉ đi. Mở buôn kìa anh cứ. Quê em. Rồi làm sao mở, đâu biết không. Đây nè, mở đây nè. Chỉ.
đúng rồi đó, giữ lại, giữ lại. Unbelievable, đẹp quá. Lần đầu tiên được ngồi trên con bò mà được mở mui nha mấy anh em. Nói chung chiếc xe Lamborghini nó khác mấy chiếc xe khác nha mấy anh em. Giống như mình nhà quê mới lên tỉnh vậy đó, nó nút nó khác nhiều lắm mà nó không biết đâu. Lái thường xuyên mới biết, phải nhờ chủ xe chỉ giùm cái nút nào nằm ở đâu, không không biết đâu nha. Người ta nói 100.000 lời nói không bằng khối sushi bo, mà cái khối xe Lamborghini là không biết bao nhiêu lời nói nha mấy anh em. Cái tiếng nó hay lắm, nghe là mê liền. Không biết bao nhiêu lời nói với được cái khối xe này đây. Tuyệt vời quá à. Rồi chiếc thứ hai là chiếc này của anh Sơn Boston nè. Lái chiếc đầu tiên là cũng còn nhớ cách bấm nút chút chút. Chiếc này là nói chung cũng dễ hơn, tại đã mới học tức thì mà, phải biết chứ. Absolutely beautiful. Một con bò thứ nhì á. Vô. Bây giờ là đủ xe trong ngày hôm nay rồi nghe mà nè. Đó. Đi thẳng vô. All of them nice. I love them all. I got one. How you doing? Hi, good, how are you? Hello. Đó là cô dâu đó, con gái của anh Nam. Ngày engagement đám hỏi ngày hôm nay là cô dâu đó. Đoàn xe trong ngày hôm nay. Nói chung là chưa có đủ nè, còn nữa đó, nếu như đi hết còn nữa. Mình đi một vòng từ trước ra sau, từ sau ra trước cho mấy anh em coi những chiếc xe trong ngày hôm nay nha.
Nói chung là có một số anh em mà bận công việc không đi được, chứ nếu đi hết thì nhiều xe lắm, nói thẳng là đi hết thì nhiều xe lắm. Đó, cô dâu đó nghe, cô dâu với chú rể trong này đó. Bây giờ là tại cái chỗ đậu xe này security không cho đậu, nói là không có an toàn, rủi có chuyện ở mấy nhân xây xảy ra nên anh em phải mua xe. Bây giờ là quay một chút cảnh mua xe cho mấy anh em coi nha. Đậu xe bây giờ đi chỗ khác không được đậu ở kiểu này, phải mua xe này mà thôi. Chiếc xe màu đỏ này với chiếc xe đằng sau màu cam Z06 đến từ Boston nghe mấy anh. Như vậy anh Sơn Boston có chút Lambo nữa. Đáng lý đi đông nữa nhưng mà nói chung là vì chỗ là có giới hạn nên anh bớt vài chiếc xe lại. Đẹp quá, đẹp quá. Có thay đổi, có thay đổi, có thay đổi. Nice. Yeah, có thay đổi. Giữa xe mình với xe Hồng Bửu á. Xuống nữa đi. Xe màu trắng. Awesome brother. Tuyệt vời bro, tuyệt vời. Awesome, awesome. Alright, back up bro. Awesome. Stingray. Bản số Connecticut man. Chiếc xe này hồi nãy là mình nhảy lên á, ở đâu Tower Hartford á. Mình nhảy lên chiếc xe này để quay phim á. Beautiful. Rất là tuyệt vời bro. Hey, it's officer. Are we okay here? Look at a beautiful officer in Hartford area, come on.
thank you. Thank you so much. Thank you. You're very welcome. Awesome, awesome. You're welcome. Beautiful so, officer. Thank you so much. That's it. As long as you said okay, we're good. Thank you. Thank you. Oh my God. Finally, I met you, bro. Oh my God. Finally, I meet you, man. Your channel, man. Thank you, brother. All right, and I'm Bobby one. Yeah, and I'm your lâu quá thấy trên mạng lần đầu tiên mới gặp ngoài đời. I go right on. You bro, you from TV? I said no. We look alike, but that's it. Yeah. I don't got that kind of money. No, you got it, man. Sau khi đậu xe đâu vừa đó thì bắt đầu đi rước ca sĩ các bạn. Anh em mình đi rước ca sĩ. Đây là đoạn đường xuất phát từ đây nha, thì rước ca sĩ về here. Ê, anh quay cửa xuống anh. Anh Sơn bót tông. Đó, đó, đó. Oh yeah, beautiful brother. Beautiful. Z06, yeah, Z06. Oh yeah, bro. Oh yeah. Z06. Yeah, yeah, yeah. Cho leo lên, cho leo lên. Yeah, brother. Tuyệt vời, tuyệt vời. Tuyệt vời tình bù đời. Xe tấn chạy trước đi. Xe tấn chạy trước đi. Đây là cảnh downtown Hartford các anh em. Khách sạn của ca sĩ Hồng Ngọc ở. Anh em mình vừa quẹo vô. Nói chung downtown Hartford cũng đẹp lắm nha. Nếu như anh chạy vòng vòng ở downtown Hartford đẹp lắm á. Đó, đoàn xe vừa tấp vô để chuẩn bị chờ ca sĩ. Lên chút nữa anh tính chở xe sau nó vô dễ hơn. Còn nhiều nữa đừng có lo. Ok. Ok good. Hello em, đi đâu mặc đồ đẹp vậy em? Rồi, không sao sao, anh em mình đứng đây đi. À, đừng. Mình đoàn xe đẹp quá mà. That's good brother, cứ đứng đây chờ, đứng đây chờ. That's good, nice, nice. Nè. Tới khách sạn rước ca sĩ Hồng Ngọc nha mấy anh. May là không kéo hết xe đó, kéo hết xe không có chỗ đậu. May là có hết xe không có chỗ xe không có chỗ đậu. Có địa chỉ đi mua bánh mì á. The destination is on your right. Arrived. Double Tree by Hilton, nghe mấy em. Look at the ladies, lady driver, lady rider, ninja. Oh my god. Come on, you feel shy? Come on. Oh yeah. Oh yeah. Quiere cambiar. Dale, dale. Caliente, caliente.
một chút action ở downtown Hartford. Nói chung awesome. Downtown Hartford nhiều xe mô tô lắm nhưng mà nè. Nè nè, tôi không biết tại sao cái tiệc của người ta mà má này em đem mấy cái chai gì đây, mấy cái chai gì đây. Hàng đặc biệt ở đâu, hàng đặc biệt ở đâu vậy? Và buổi tiệc bắt đầu từ đây nghe anh em. Mời tất cả đón xem ca sĩ Hồng Ngọc ca và the rest of the chương trình trong ngày hôm nay. Ê, ba con vô, ba con vô. Đó đó, nữ ca sĩ Hồng Ngọc xuống tới bàn của mình rồi kìa. Oh my god, tuyệt vời, tuyệt vời. Quay mặt vô đâu. Thôi để cho Ngọc uống rồi, để cho Ngọc ăn đi. Để cho Ngọc ăn đi, trời ơi. Để cho Ngọc. Thôi để cho Ngọc ăn đi được rồi, anh em chơi với Ngọc ăn đi. Việt Rider nha, Việt Rider, Việt Rider. Còn đây là phần cắt bánh trong ngày hôm nay của Helen và Vincent, là cô dâu chú rể mới trong ngày, con gái của anh Nam Huế. Và đây là cái bánh của hai vợ chồng anh Nam Huế, Nam Huế và chị Loan Hồng. Nói chung chúc mừng một gia đình hạnh phúc nha. Beautiful family. Very very beautiful family. Chúc mừng hạnh phúc gia đình anh Nam Huế. Cảm ơn gia đình đã mời mấy anh em Việt Raiders trong một buổi tiệc quá tuyệt vời. Chúc mừng hạnh phúc hai vợ chồng anh và hai đứa con, tương lai rất dài về phía trước. Chúc mừng hạnh phúc nha. Thank you for watching the video. Còn đây là MC Lâm Hồng My của Viet Riders Lady take over nha. Đại diện cho tất cả các anh chị em, dĩ nhiên là tại Lâm Hồng My cầm cái microphone nên được xin được đại diện thôi. Thực ra là ai cũng có những cái lời tâm sự riêng của mình, nhưng mà em xin được kính chúc cho anh chị thêm mấy chục năm nữa hạnh phúc. Và we wish you both the young soul together we conquer the world. Thank you for watching. Love you.